Lỡ giấc ngủ buổi trưa, cô bé tá hỏa chạy thục mạng đến trường vì bị trễ học. Trời ơi! Một bé gái mới đây đã dính phải cú sốc đầu đời mang tên đi học muộn, khiến cộng đồng mạng cười đau cả ruột gan. Theo đó, vì tranh thủ buổi trưa, cô bé tranh thủ chợp mắt một tí để lát nữa dậy đi học cho con người tỉnh táo. Thế rồi không hiểu kiểu gì, chợp mắt có một lát mà dậy đã thấy trời thay đổi màu sắc, bỗng có cảm giác cấn cấn cái gì đấy, nên cô bé vội liếc mắt nhìn đồng hồ, thì tá hỏa lúc này đã gần 2 giờ chiều. Như một tiếng sét đánh bên tai, cô bé ba chân bốn cẳng chạy đi lấy áo khoác và đồ dùng học tập để chạy thục mạng đến trường, thậm chí luống cuống đến nỗi quên trước quên sau, mặt còn chưa kịp rửa. Khoảnh khắc bé gái hốt hoảng vì ngủ quên giờ đi học sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã làm dân tình cười ngoác cả mồm. Nhiều người cho rằng mình cũng đã từng như vậy và khi xem được clip này thì lại bồi hồi nhớ về tuổi thơ. Một số bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại: mình tốt nghiệp cả chục năm rồi, thi thoảng vẫn còn ngủ mơ, đi thi sắp hết giờ mà còn giấy trắng, làm sợ quá trời. Nhìn con bé luống cuống mà thương, nếu là tôi thì tôi nghỉ học luôn. Còn bé kiểu, hôm nay ngủ trưa sao mà ngon thế, một lúc sau xem đồng hồ thì xỉu ngang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.